Công ty Minh Motor xin giới thiệu tới quý khách các loại giảm tốc điện motor có trục ra vuông gấp 90 độ so với trục vào, gồm có hai mẫu chính: WB là chân đế cố định và RV là loại có thể quay 360 độ mọi hướng và trang được ở trên cao. Sau đây là mẫu giảm tốc RV, đầu vào là mặt bích, đầu ra là cốc âm. Cụ thể từng loại như sau: với motor 90W, 4 cực điện, đường kính trục vào là 9mm, lốc với giảm tốc xe 30, đường kính lỗ ra là 14mm. Với motor 180W, 4 cực điện, đường kính trục vào là 11mm, lốc với giảm tốc xe 40, đường kính lỗ ra là 18mm. Với motor 0.37kW, 4 cực điện, đường kính trục vào là 14mm, lốc với xe 50, với tỷ số truyền từ 1/10 tới 1/80, và lốc với xe 63, với tỷ số truyền trên 1/80. Đường kính lỗ ra của giảm tốc xe 50 và xe 63 là 25mm. Với motor 0.75kW, 4 cực điện, đường kính trục vào là 19mm, lốc với xe 63, với tỷ số truyền từ 1/10 đến 1/60, và lốc với xe 75, với tỷ số truyền trên 1/60. Với motor 1.5kW, 4 cực điện, đường kính trục vào là 24mm, lốc với giảm tốc xe 75, với tỷ số truyền từ 1/10 đến 1/40, và lốc với xe 90. Khi cần tỷ số truyền từ 1/40 trở lên, đường kính lỗ ra của xe 75 là 28mm. Với motor 2.2kW, 4 cực điện, đường kính trục vào là 28mm, lốc với giảm tốc xe 90, tỷ số truyền từ 1/30 trở xuống. Đường kính lỗ ra của xe 90 là 35mm. Với giảm tốc RV size cỡ 110, 130 và 150, bộ sản phẩm được làm bằng bổ gan. Với motor 3kW, 4 cực điện, đường kính trục vào là 28mm, lắp với giảm tốc xe 110, tỷ số truyền từ 1/60 trở xuống. Đường kính lỗ ra của xe 110 là 42mm. Với motor 3.7kW, 4 cực điện, đường kính trục vào là 28mm, lắp với giảm tốc xe 130, tỷ số truyền từ 1/60 trở xuống. Đường kính lỗ ra của xe 130 là 45mm. Với motor 5.5kW, 4 cực điện, đường kính trục vào là 38mm, lốc với giảm tốc xe 150, tỷ số truyền từ 1/10 tới 1/60. Đường kính lỗ ra của xe 150 là 50mm,